Mến chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để cùng mang đến cho quý vị những tin tức hấp dẫn nhất trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội đã diễn ra trong ngày và ngay sau đây sẽ là những tin chính. Bản tin lũ lụt Trung Quốc hôm nay, lở đất hoành hành, miền Nam Trung Quốc nín thở. Thưa quý vị và các bạn, miền Nam Trung Quốc đang hứng chịu mưa lớn trong những tuần gần đây, gây ra lũ lụt ở nhiều khu vực. Theo chu kỳ thời tiết hàng năm, mùa lũ tại Trung Quốc bắt đầu từ tháng 6. Và các khu dân cư theo dọc sông Dương Tử và các phụ lưu là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Tuy nhiên, theo thời gian, tình hình mưa lũ tại Trung Quốc lại càng ngày dữ dội và gây ra ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân nơi đây. Mực nước tại một số con sông hiện nay thậm chí đạt mức kỷ lục trong 60-100 năm. Trung Quốc đang chuẩn bị các phương án phòng chống bão lũ và giảm nhẹ thiên tai sau khi dự báo cho thấy nước này sẽ phải đối mặt với các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt hơn nữa trong mùa mưa lũ năm nay. Sau đây, hãy cùng chúng tôi cập nhật thông tin mới nhất về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc. Lở đất lũ lụt kỷ lục trong 100 năm hình thành ở miền Nam Trung Quốc. Do ảnh hưởng của mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về, lưu lượng nước ở hạ nguồn sông Bắc Giang, tỉnh Quảng Đông đạt 20.000 mét khối trên giây, mức kỷ lục trong vòng 100 năm qua. Tỉnh Quảng Đông đã kích hoạt cơ chế ứng phó mưa lũ cao nhất, với gần 480.000 người bị ảnh hưởng, thiệt hại kinh tế lên đến là 255 triệu đô la Mỹ. Lũ lụt tại tỉnh Quảng Đông dự báo là sẽ vượt trận lũ lịch sử vào năm 1915, có tỉnh Giang Tây thiệt hại hơn 70 triệu đô la Mỹ. Tại lưu vực sông Châu Giang, qua các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam, Phúc Kiến, hơn 100 con sông đều vượt mức báo động, có nơi mực nước vượt ngưỡng gần 10 mét. Từ tháng 5, miền Nam Trung Quốc đã phải trải qua 6 đợt mưa lớn trên diện rộng. Những nơi như tỉnh Phúc Kiến, Quảng Tây, lượng mưa lên đến là 621mm, cao nhất trong hơn 60 năm qua. Một trận lở đất vừa ập đến tại một ngôi làng ở thành phố Trùng Khánh khiến 5 người mất tích. Trước mắt, Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc đã phân bổ hàng trăm triệu đô la Mỹ cho công tác chống lũ lụt khẩn cấp ở các tỉnh miền Nam. Cơ quan chức năng Trung Quốc dự báo trong năm nay, mưa lũ, các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện nhiều hơn. Chính phủ nước này chỉ đạo các địa phương hoàn thiện cơ chế cảnh báo sớm và ứng phó khẩn cấp để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. 99 con sông đang báo động lũ, miền Nam Trung Quốc nín thở. Lũ lụt kỷ lục dự kiến xảy ra ở các khu vực phía nam của Trung Quốc khi mưa lớn đẩy mực nước ở đồng bằng sông Châu Giang lên mức cao nhất trong gần một thế kỷ. Lượng mưa lớn liên tục đổ xuống khu vực miền nam Trung Quốc. Do ảnh hưởng của mưa, lưu lượng dòng chảy tại trạm Thạch Giác trên sông Bắc Giang thuộc tỉnh Quảng Đông đã đạt là 18.500 mét khối trên giây, mực nước đo được cao nhất là từ trước đến nay. China News đưa tin, hơn 400 người ở thành phố Anh Đức, tỉnh Quảng Đông bị ảnh hưởng, hơn 1.000 người bị mắc kẹt và 30.000 người được sơ tán. Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, kể từ khi mưa lũ bắt đầu, địa phương này thiếu nước sinh hoạt, bị mất điện, thông tin liên lạc bị gián đoạn. Thành phố Thiều Quan là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, khiến các quan chức của tỉnh Quảng Đông phải nâng cảnh báo lũ lụt lên mức cao nhất. Biểu đồ lượng mưa ở thành phố này đã lập kỷ lục vào cuối tháng 5 năm 2022. Một thành phố khác ở Quảng Đông là Thanh Viễn cũng đưa ra cảnh báo tương tự. Tại tỉnh Giang Tây ở phía đông nam, chính quyền đã đưa ra cảnh báo lũ lụt sau khi có 485.000 người ở 9 huyện bị ảnh hưởng. Tân Hoa Xã cho biết là khu vực này chịu thiệt hại về kinh tế là 70,2 triệu đô la Mỹ với 43.300 ha cây trồng bị phá hủy. Đầu tuần này, chính quyền tỉnh Quảng Đông cho biết là tỉnh này đã hứng chịu thiệt hại ước tính là khoảng 1,7 tỷ nhân dân tệ, rơi vào khoảng 254 triệu đô la Mỹ. Các quan chức địa phương cảnh báo rằng tình hình có thể là sẽ trở nên tồi tệ hơn trong những ngày sắp tới và mực nước ở lưu vực sông Châu Giang sẽ tiếp tục dâng cao trên khắp miền Nam của Trung Quốc. Nước trên nhiều con sông đạt đỉnh, tính đến 12 giờ ngày hôm nay, Trung Quốc vẫn còn 99 con sông có mực nước lũ vượt mức báo động, trong đó tập trung chủ yếu tại lưu vực của sông Châu Giang. Ở địa phương các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam, Phúc Kiến với mực nước vượt ngưỡng cao nhất lên tới là gần 10 mét. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết lượng mưa trung bình ở các tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến và Quảng Tây từ đầu tháng 5 đến giữa tháng 6 đạt 621mm, mức cao nhất kể từ năm 1961. Trung Quốc triển khai các biện pháp ứng phó với lũ lụt kỷ lục. Trung Quốc sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng chống lũ lụt và giảm nhẹ thiên tai nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân. Quy định này được đưa ra tại Hội nghị Quốc vụ Viện do Thủ tướng Lý Khắc Cường chủ trì.
Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Khắc Cường cho biết năm nay lũ lụt đến sớm ở miền Nam Trung Quốc cần phải duy trì mực nước an toàn trên các con sông và đập nước lớn trong mùa mưa lũ và đảm bảo tính mạng và tài sản của người dân. Các khu vực phía Nam cũng nên chuẩn bị các phương án dự phòng và khắc phục cũng như là giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn. Dự báo cho thấy các hiện tượng thời tiết tương đối khắc nghiệt hơn là mùa mưa lũ năm nay. Và khu vực có mưa lớn gần đây đã hướng dẫn lên phía Bắc. Hội nghị nhấn mạnh tính cấp thiết phải tăng cường trách nhiệm, cải thiện cơ chế cảnh báo sớm và ứng phó với tình huống khẩn cấp, đồng thời là duy trì nỗ lực phòng chống bão lũ và giảm nhẹ thiên tai. Bên cạnh đó, hội nghị cũng nghe báo cáo về tình hình ổn định sản xuất lương thực và thông qua các bước tiếp theo để đảm bảo một vụ mùa bội thu cho cả năm. Nhiều khu vực ở miền Nam Trung Quốc dự kiến là ghi nhận mỗi trận lũ lịch sử khi mưa lớn đẩy mực nước ở vùng Châu Thổ Châu Giang lên mức cao nhất trong gần một thế kỷ. Hàng trăm nghìn người đã được sơ tán khỏi những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, trong đó có tỉnh Quảng Đông. Một ngày trước đó, nhà chức trách đã đưa ra cảnh báo lũ lụt cao nhất đối với lưu vực sông Châu Giang, đồng thời cho biết mực nước tại một số nơi đã vượt quá mức cao kỷ lục trong lịch sử và thủ phủ Quảng Châu của tỉnh Quảng Đông sẽ bị ảnh hưởng xấu. Chính quyền tỉnh Quảng Đông vừa qua cho biết hơn 200.000 người đã được sơ tán và thiệt hại ước tính đã lên tới là 1,7 tỷ nhân dân tệ, rơi vào khoảng 254 triệu đô la Mỹ. Các số liệu chính thức cho biết tổng cộng 480.000 người đã bị ảnh hưởng của mưa lũ. Và trong tháng 6 này, các vùng khác ở miền Nam Trung Quốc, trong đó có tỉnh Phúc Kiến và tỉnh Quảng Tây cũng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ kỷ lục, buộc hàng trăm nghìn người phải sơ tán. Theo đề nghị của cơ quan chỉ huy phòng chống lũ lụt hạn hán tỉnh Quảng Tây, trên cơ sở vật chất cứu trợ thiên tai đã được phân bổ trong giai đoạn đầu, Văn phòng Bộ, Tổng chỉ huy phòng chống lũ lụt hạn hán quốc gia, Bộ Quản lý ứng cứu khẩn cấp sẽ cùng với Cục Dự trữ và Vật tư Lương thực Quốc gia Trung Quốc tiếp tục điều động khẩn cấp 180 thiết bị cứu sinh, 119 bộ máy bơm thoát nước khẩn cấp lưu lượng lớn, trạm bơm di động và thiết bị chiếu sáng để hỗ trợ tỉnh này thực hiện chống lũ và công tác cứu hộ khẩn cấp. Bộ Tổng chỉ huy phòng chống lũ lụt hạn hán quốc gia Trung Quốc đã cử 3 nhóm công tác và nhóm chuyên gia hỗ trợ các khu vực trong công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai ở các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây và Giang Tây. Cũng trong ngày hôm qua, Bộ chỉ huy phòng chống lũ lụt hạn hán quốc gia và Bộ Quản lý ứng cứu khẩn cấp của Trung Quốc đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến đặc biệt với cơ quan khí tượng Bộ Thủy lợi và Bộ Tài nguyên Thiên nhiên về công tác phòng chống lũ lụt. Cuộc họp đã phân tích, dự đoán tình hình thiên tai và xu hướng phát triển, đồng thời điều động và triển khai công tác phòng chống lũ lụt, cứu trợ thiên tai ở khu vực lưu vực sông Châu Giang, cũng như là khu vực trung và hạ lưu của sông Trường Giang, trái ngược miền Nam, miền Bắc Trung Quốc đối mặt với siêu nắng nóng. China cho biết các đợt nắng nóng đang hoành hành ở miền Bắc Trung Quốc, nhiệt độ một số tỉnh phía Bắc đạt mức cao rất cao, trong đó có Tế Nam là 40 độ C và Trịnh Châu là 38 độ C. Nhiệt độ bề mặt còn nóng hơn nữa. Mạng thời tiết Trung Quốc cho biết là nhiệt độ bề mặt ở các khu vực ở Thiểm Tây, Hà Nam, Cam Túc, An Huy, Ninh Hạ, Sơn Tây, Hà Bắc, Thiên Tân, Sơn Đông và những nơi khác đã vượt qua kỷ lục nhiều năm. Ở mặt đất nóng lên đến nỗi là những mặt đường bằng xi măng đã vỡ. Một số đoạn đường cảnh tượng nứt vỡ giống như là vừa xảy ra động đất. China chỉ dẫn dự báo thời tiết cho biết là thời tiết ở miền Bắc vẫn sẽ tiếp tục ở nhiệt độ cao thường xuyên, nhiều nơi có thể là lên tới 40 độ C. Sự xuất hiện cùng lúc của cả mưa lớn kỷ lục, nắng nóng và lốc xoáy mạnh bất thường khiến nhiều thành phố ở miền Nam Trung Quốc thiệt hại nặng nề. Hàng triệu người dân ở khu vực này đã phải di rời và chịu thiệt hại về tài sản do thiên tai. Theo Reuters, biến đổi khí hậu đang mang đến những tác động tiêu cực nghiêm trọng đến hệ sinh thái, cũng như là ảnh hưởng tới kinh tế xã hội, chính phủ Trung Quốc báo cáo. Thưa quý vị và các bạn, trên đây là tình hình lũ lụt tại Trung Quốc. Tiếp theo là tình hình chiến sự ở Ukraine. Nga đẩy lùi cuộc tấn công và đào rắn, bắn rơi Su-25 ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga đã công bố những thiệt hại mới nhất của lực lượng Ukraine sau các cuộc giao tranh dữ dội. Quân đội Ukraine đã thất bại trong nỗ lực tấn công đảo rắn sau khi tổ hợp tên lửa và pháo phòng không Pantsir-S của Nga bắn hạ một máy bay Su-25 và 12 rocket của Ukraine. Đảo rắn cách mũi cực nam của Ukraine khoảng 48 km và cách bán đảo Crimea khoảng 300 km. Mặc dù chỉ rộng khoảng 18 hectare, chỉ có đất, đá, cỏ và không có nước ngọt, nhưng đảo rắn ở Biển Đen có vai trò rất quan trọng trong xung đột giữa Nga và Ukraine. Đảo rắn nằm gần đường biển dẫn tới eo biển Porporut của Thổ Nhĩ Kỳ, tuyến đường độc đạo dẫn từ Biển Đen ra Địa Trung Hải.
Nga đã giành quyền kiểm soát đảo Rắn hơn 3 tháng trước. Đây cũng là nơi ghi nhận những trận chiến căng thẳng giữa hai bên. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, các tên lửa Kalia đã bắn trúng các trung tâm huấn luyện của quân đội Ukraine ở Chernihiv, Sinopia và Lvov. Ngoài ra, các cuộc không kích và pháo kích cũng phá hủy 12 xe tăng của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga hôm nay cũng xác nhận một máy bay MiG-29 của không quân Ukraine đã bị bắn rơi trong cuộc giao tranh gần làng Serendonsk, vùng Dnestropetrovsk. Hệ thống phòng không của Nga đã tiêu diệt 8 máy bay không người lái của Ukraine ở Lugansk, Kherson và Kharkov. Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, lực lượng vũ trang Nga đã loại bỏ 213 máy bay quân sự, 132 máy bay trực thăng, 1.355 máy bay không người lái, 350 hệ thống phòng không tên lửa, 3.797 xe tăng và các phương tiện bọc thép khác, 670 hệ thống tên lửa phóng loạt của Ukraine, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov thông báo vừa qua. Khi xung đột bắt đầu nổ ra, các cuộc tấn công hợp đồng binh chủng giữa không quân, pháo binh và lực lượng tên lửa Nga đã gây ra nhiều tổn thất cho quân đội Ukraine. Nga hiện tăng cường phóng tên lửa vào các mục tiêu miền Bắc và miền Tây Ukraine trong bối cảnh Moscow đang giành được lợi thế lớn trước Kiev trong trận chiến khốc liệt ở vùng Donbass, miền đông Ukraine. Nga đang tập trung binh sĩ và khí tài cho chiến dịch ở miền đông Ukraine với mục tiêu giải phóng hoàn toàn khu vực Donbass, nơi có các vùng lãnh thổ ly khai. Các cuộc giao tranh vẫn đang diễn ra khốc liệt khi hai bên giằng co dọc chiến tuyến miền đông. Gần đây, Moscow liên tục thông báo tấn công phá hủy các kho tập kết vũ khí mà phương Tây chuyển cho Ukraine. Mặc dù vậy, Mỹ và các đồng minh tuyên bố sẽ tiếp tục trang bị vũ khí cho Kiev đến khi nào Ukraine đẩy lùi được lực lượng Nga. Các bạn có suy nghĩ gì về những thông tin trên đây? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like, share và subscribe để nhận được những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại! Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tin mới.